Đây là quang cảnh của khu giai đoạn 2 thuộc khu thị Nam Bình Hải mọi người nha. Đây chính là cái nhà thi đấu thể dục thể thao của tỉnh Khánh Hòa. Tất cả những con đường này đều quy hoạch nối thông ra đường 24 hoặc là ra biển mọi người nha. Đó, mọi người thấy những cái tòa nhà cao cao không? Đó, từ đây theo đường chim bay ra đến biển chỉ rơi vào khoảng 2 km thôi. Có đoạn chỉ 1,5 km thôi mọi người ạ. Trên này là cụm các cái trường đại học của khu phía Bắc thành phố Nha Trang, gồm Cao đẳng Y tế này, Đại học Thái Bình Dương này, rất là nhiều trường đại học. Đó, còn bên này là khu giai đoạn 1. Đó, nhà cửa đã xây xong hết rồi mọi người, rất là nhiều nhà đang xây. Thì cá nhân tôi đánh giá trong 3 4 năm qua thì đây là một trong những khu đô thị tốt nhất của khu phía Bắc thành phố Nha Trang. Đó. Với các tiện ích xung quanh như điện đường, trường trạm, đấy, đầy đủ luôn. Có cả khu du lịch suối khoáng nóng nữa cơ. Xung quanh đây. Hạ tầng cực kỳ đẹp. Con đường đang đứng là đường 16 m mọi người nhé, rất là rộng. Cực đẹp luôn. Hạ tầng bài bản lắm rồi mọi người ạ. Và chủ tư này thì họ thường xuyên gọi là cải tạo cái giá trị bất động sản khu vực này. Đấy. Cỏ thường xuyên được cắt. Đấy. Cực đẹp luôn. Cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ khoảng 7 km thôi mọi người ạ, về phía Bắc, nằm gần chợ Bình Hải mọi người ạ. Rất là đẹp. Con đường này này mọi người, ngay ngã tư này sẽ nối thông thẳng lên cái đường Nguyễn Xuyến luôn. Đó. Còn cái tuyến đường này thì ngoài quy hoạch thì nối thông vào đường 24 thì còn nối thẳng vào đường vành đai 2 luôn. Đó. Theo quy hoạch của đường vành đai 2 thì từ vị trí đang đứng ra đến đường vành đai 2 ấy, nó chỉ rơi vào khoảng 500 m thôi. Đó. Đường vành đai 2 thì được đang thi công và làm ở nút giao thông Ngọc Hội ngay 23 tháng 10 mọi người, khu thị Vĩnh Niệm Trung. Đó. Đường với chỉ giao thông rộng khoảng 40 m lận. Cũng đẹp mọi người ạ. Ở khu đô thị thì có nhiều điểm mạnh lắm mọi người. Thứ nhất đó là nhà cửa và dân trí rất là ok. Những người có điều kiện thì mới về đây ở được. Thứ hai, đường xá thuận lợi. Thứ ba, về hệ thống cấp thoát nước này, hệ thống điện này, cũng hệ thống xử lý nước thải thì được xử lý rất là ok và tập trung tại một khu khác, chứ không giống chúng ta ở phố hoặc là ở các cái con hẻm ở trong phố thì rất là đau đầu về cái việc cấp thoát nước này cũng như lũ lụt lụt lội. Đó. Ở đây thì không lo vấn đề đó đâu. Khu thị thì cảnh quan được chăm chút đó, và rất là đẹp. Toàn bộ điện là được âm hết mọi người nha, xử lý âm hết. Vị trí giai đoạn 2 tôi đang đứng thì chưa được mở bán đâu mọi người nha, sắp thời gian tới thì chủ tư với bán. Đó. Ba liền kề, bên kia hai liền kề nên là 6 liền kề, à, ba liền kề là 6 liền kề. Đó, hiện tại thì giá đất thuộc giai đoạn 1 của đô thị này nên rơi vào khoảng bao nhiêu? Thì cũng nói sơ cho mọi người biết là giá đất khu vực này thì ở mặt đường Đường Nguyễn Khuyến đó, thì rơi vào khoảng từ 35 đến 40 triệu một mét rồi. Càng vào trong thì giá đất rơi vào khoảng từ 25 triệu này, 23 triệu không có, và thấp nhất là 21 triệu. 21 triệu thì ở khu vực này mọi người nha, ngay tại tướng này, nó liền kề 03 đang có đất rơi vào khoảng 21 triệu một mét. Đó. Thì diện tích dao động từ 75 mét cho đến 150 mét vuông tùy từng liền kề. Một khu thị đáng sống đó mọi người ạ. À. Hiện tại thì dân cư tập trung về đây xây nhà rất là nhiều. Đó, mọi người thấy những căn nhà không? Đó. Về chỉ giới xây dựng thì những con đường rộng từ 16 mét trở lên thì để được xây một trệt 3 lầu. Còn những con đường 11 và 13 mét thì xây một trệt 2 lầu mọi người nhé. Chúng ta xây thì tuân thủ theo đúng cái khoảng cách chiều cao cũng như khoảng thối lùi trước sau của chủ đầu tư đề ra. Đó. Về mặt pháp lý thì ở đây chúng ta hiện tại mua bán bằng hợp đồng mua bán. Sau khi chúng ta xây nhà xong thì chủ đầu tư họ sẽ tập trung nhiều hộ lại với nhau, họ làm sổ một lần. Có nhiều khách hàng thắc mắc hỏi tôi là đất khu đô thị Nam Bình Hải đã có sổ chưa? Thì ở đây là mọi người nên nắm như thế này này. Thì chúng ta tránh cái việc nhầm lẫn nha. Hiện tại thì sổ từng liền kề đã có rồi. Đó. Còn sổ từng căn nhà ở thì chủ tư người ta sẽ làm theo đợt mọi người nhé. Đó. Chúng ta xây nhà xong hoàn công, nó chủ tư sẽ làm ra sổ chúng ta hoàn công luôn mọi người nha. Chúng ta yên tâm về mặt pháp lý. Tất cả khu đô thị ở Nha Trang đều như vậy cả, chứ không phải là riêng huyện Nam Bình Hải như vậy. Đó. Đều chúng ta chuyển nhượng trên hợp đồng mua bán nhà ở thành trong tương lai. Đó. Sau đó chúng ta xây nhà xong. Đó. Chúng ta hoàn công và được ra sổ bài bản luôn. Đó.
Rồi hôm nay làm một video ngắn cập nhật cái tình hình khu đô thị cho mọi người. Mọi quan tâm tìm hiểu đất khu vực này thì liên hệ với Hoàng Giang TV, coi số điện thoại trong phần mô tả mọi người nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.